Sáng 14 tháng 11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự tuần lễ cấp cao APEC và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Chuyến công tác từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân có chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC hiện bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 38% dân số, 62% GDP và gần 50% thương mại thế giới. APEC năm nay có chủ đề tạo dựng một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Lãnh đạo của 21 nền kinh tế sẽ bàn thảo rất nhiều vấn đề quan trọng được quan tâm nhất hiện nay như duy trì chuỗi cung ứng bền vững, chuyển đổi số, thương mại số. Chuyển đổi năng lượng chống biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, một trong những ý nghĩa quan trọng của APEC lần này là kỷ niệm đúng 30 năm khi mà hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần đầu tiên diễn ra tại đảo Black ở Mỹ, theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Bill Clinton. Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp, sáng kiến thúc đẩy tiến trình APEC, Nổi bật nhất là việc Việt Nam đã hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà vào các năm APEC 2006, 2017. Việt Nam cũng là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác với gần 150 dự án trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ chế của diễn đàn. Việc chủ tịch nước tham dự APEC cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy quan hệ song phương với Mỹ sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Dự kiến, Chủ tịch nước sẽ tham dự các sự kiện liên quan như đối ngoại giữa các nhà lãnh đạo với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC ngày 16 tháng 11, đối thoại không chính thức giữa các nhà lãnh đạo APEC với khách mời 16 tháng 11 và phát biểu dẫn đề tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC ngày 15 tháng 11 nhân dịp dự APEC. Chủ tịch nước Võ Văn Thường và đoàn cũng có rất nhiều hoạt động tại San Francisco, gặp gỡ các giới chính quyền của Mỹ cũng như là các học giả, các doanh nghiệp của Mỹ để triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được khi quyết định nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.